Xin chào các bạn, chào các bạn đến với channel của mình. Hôm nay mình sẽ cùng nhau gọi là cùng nhau thực hành về pha trong đoạn đạp giá của bạn nhé. Đấy. Đây, bữa này. Lần này chúng ta sẽ cùng nhau làm về cái nhóm nào đây ta? Dầu khí đi. Đấy. Thôi dầu khí thì nó hơi ấy, bữa này tôi chọn nhóm khác. Mình sẽ chọn nhóm là đầu tư công đây, con này đây. Rồi, đầu tiên sẽ là con đạt phương. Ô, con đầu tư công làm rồi. Thôi bắt đầu từ đây. Đầu tiên sẽ là con KSB các bạn nhé, con KSB. Thì đây bọn này, trong chu kỳ xuống sẽ có 3 pha, xuống 3 pha đây các bạn nhé. Theo Elo sẽ xuống 3 pha này. A này, B này, C này. Đấy các bạn thấy chưa? Và trong pha lại dán theo cấu trúc 3 pha ABC nhỏ hơn các bạn nhé. Đây. A này, B này, C này. Đấy các bạn thấy chưa? Gọi là sóng trong sóng. Thì theo Fibonacci thay lui tính từ hướng tuy đáy lên đỉnh thì mình sẽ chọn đây đây. Đây các bạn nhé. Nên đấy này. Thì cho trường hợp này pha giảm tới vùng 0.786 luôn các bạn nhé. 0.786. Tiếp theo sẽ là con DHA này. Giảm xuống theo 3 sóng này. A này, B này, C này. Đấy. Đấy các bạn nhé. Và lại trong pha lại giảm theo cấu trúc 3 pha này. A này, B này, C này. Đấy. Và theo Fibonacci thoái lui tính từ vùng tí đáy lên đỉnh. Thì trong trường hợp này pha đây nhé, pha giảm tới vùng 0.86 luôn các bạn ơi, tới vùng 0.86. Tiếp theo sẽ là con HV. Đây à. Con này thì chỉ đây đây đây. Đây có 3 pha ABC lớn này các bạn ơi. Đây có 3 pha xuyến. Trong pha lại giảm theo cấu trúc 3 pha A B C để mình kéo này ta. Nhỏ hơn. Gọi là sóng trong sóng các bạn nhá. Còn con này thì tích lũy đáy này, ngày xưa thì làm gì có thanh khoản tích lũy cho không các bạn. Ngày xưa thì làm gì có thanh khoản mà có tích lũy và chả không tích lũy. Đấy, thấy chưa? Rồi, tiếp theo sẽ là con HB đúng không? Tiếp theo sẽ con HB gỡ. À, đầu tư công, con này làm rồi. Tiếp theo sẽ là con HBC. Đây. Xuống con 3 sóng đây. A này, B này, C này. Đấy, thấy chưa? Và trong pha lại giảm ra cấu trúc này. 3 pha này. A này, B này, C này. Đây, con này. Theo Fibonacci thoái lui tính từ vùng tia đáy lên đỉnh. Đây, bạn này để mình kéo lên đây. Đây. Đây, bạn thấy chưa? Lên đỉnh. Thì cho trường hợp này pha A đâu rồi? À, mình sẽ đây. Pha A giảm tới vùng 0.786, cũng 0.786 các bạn ơi. Đấy. Tiếp theo sẽ còn còn tiết công. Đây, mình nhận ra này. Đây sẽ 3 pha xuống này. A này, B này, C này. Đấy. Và trong pha để dẫn ra cấu trúc 3 pha ABC các bạn nhận này. A này, B này, C này. Đấy, và là sóng trong sóng. Và theo Fibonacci thoái lui tính từ vùng tia đáy lên đỉnh thì đây. Tia đáy lên đỉnh các bạn nhận. Ui, pha con này giảm sâu đây anh em ạ. Pha con này giảm quá một luôn. Ghê phết anh em ạ. Còn nếu mà tính dưới này nữa thì đây đây đoạn này đi. Thì nó vẫn là từ quá một tí các bạn ơi. Đấy. Như vậy thì hôm nay mình nhận gọi là cùng nhau thực hành về pha trong đoạn đạp giá. Nếu bạn nào thứ hai của đã xin like nhá. Thôi, tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.